Eta Libri Doring, You Were Someone Like You, bạn ăn đều còn biết trước khi mua. Hello các anh em, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói một chai mùa hè, một chai mùa bạc hà. Đó, đây là cái nội dung của video ngày hôm nay. Thì trước khi để chia sẻ 5 điều cần biết về You Were Someone Like You, anh nói qua một chút về mùi hương của em nó. Về bản chất, đây là một mùi hương có sự kết hợp giữa bạc hà, nốt green và một chút hoa hồng. Đấy là cái cảm nhận của mình khi mà xịt người mùi hương này. Bạc hà chúng ta biết rồi, anh em tiếp xúc với nó thì có khi từ lúc còn bé tí, từ lúc còn gọi là mẹ còn đang bế hoặc là như thế nào đó, thì nó có trong ví dụ như là thuốc hoặc là trong kem đánh răng. Tầm 4-5 tuổi là chúng ta đánh răng là những cái kiểu mùi bạc hà thì chúng ta đã quá là quen thuộc rồi. Còn nốt green nó là cái gì? Nốt green về bản chất đấy là những cái mùi hương của cỏ, kiểu mùi không phải là của đất đâu, mà là cái mùi thơm của cỏ, những cái lá, cái cỏ. Chúng ta hình dung ví dụ như khi mà chúng ta đi ra một cái bãi thảm cỏ chẳng hạn, và chúng ta ngửi cái mùi của cái bãi cỏ đấy, hoặc là khi mà chúng ta vào trong những cái vườn cây nó có nhiều lá thì chúng ta hít những cái mùi hương như thế. Một cái gì đấy nó của quả thảo mộc hay một cái gì đấy đã khá mình không biết để diễn tả, nhưng để mà cái cảm nhận, cái hình dung về cái nốt mùi green nó là như thế nào thì đấy, có thể là một bãi cỏ, một màu xanh của bãi cỏ, một cái màu của lá, một cái màu của hoa, à không phải hoa nhầm, của lá, của cỏ, cái gì đấy, thì tự chung đấy, đấy là nốt green. Thì khi mà mình xịt chai hoa này, nó là một chút của bạc hà, một chút của mùi nốt green, và cái dry down sau cùng của nó thì nó vẫn là trên cái base, cái mùi như thế, và thêm một chút nhẹ nhẹ của hồng. Với cảm nhận của mình là như thế, và nó tạo nên một cái tông mùi rất là nhẹ nhàng, dễ ngửi. Nói chung là rất là cảm thấy rất là dễ chịu khi mà ngửi mùi hương của You Were Someone Like You. Và tất nhiên rồi, nó cũng rất là đa dụng, sử dụng trong mùa hè. Nó không hẳn hoàn toàn thiên 100% giống như là Lush Dirty. Đây là một chai nước hoa mà gọi là thuần, với mình thì mình thấy nó thuần đúng như kiểu mùi bạc hà luôn. Nhưng với sản phẩm của nhà Eta Libri d'Orange thì nó là một, nó không hẳn thuần 100% bạc hà, mà nó sẽ còn mix với một số những cái nốt mình vừa list ra ở trên. Thì đấy là cái cảm nhận của mình mùi hương của You Are Someone Like You. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với 5 điều cần biết nếu như có ý định mua trái nước hoa này. Điều đầu tiên đó là khi mà nhắc đến Eta Libri d'Orange, chúng ta sẽ được biết rằng đây là một nhà nước hoa làm mùi khá là cá tính, nếu không muốn nói khá là lập dị, bởi vì họ có những cái sản phẩm ví dụ như là mùi của rác này, mùi 69 mà mọi người vẫn đấy quảng cáo thì là kích thích, hoặc là mùi của đạn dược, mùi của tinh trùng kiểu như thế, vân vân. Thì tự chung lại, đây là một nhà nước hoa mà mình nghĩ rằng là họ làm mùi cũng khá là gọi là khác người. Nhưng với You Are Someone Like You thì nó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Đây là một cái mùi hương rất là dễ ngửi, dễ chịu và khá là nịnh nọt của nhà nước hoa này. Với cái tông mùi gọi là bạc hà nhẹ nhàng một chút nốt hương green và cộng thêm một chút hoa hồng mix cùng, thì một cái mùi hương nói chung là nó rất là dễ chịu, nó rất là dễ ngửi. Đó, thì khi mà chúng ta có ý định mua chai nước hoa này, chúng ta sẽ không phải lăn tăn là sợ có liệu có phải mua nhầm một cái mùi hương thì gọi là lập dị khác của nhà nước hoa này hay không. Thì câu trả lời của mình là không. Đó, thì đấy là điều đầu tiên mọi người cần nên biết. Điều thứ hai thì chắc chắn rồi, đây là một cái mùi hương mùa hè, một cái mùi hương bạc hà linh hoạt và cũng không phải là quá khó sử dụng. Chúng ta có thể sử dụng đi làm, chúng ta có thể sử dụng đi tụ tập, chúng ta có thể sử dụng đi gặp gỡ và mọi dịp, mọi lúc, mọi nơi. Với cái tông mùi bạc hà nói chung là nó không phải là quá nồng, nó ở mức vừa đủ dễ chịu. Thì khi mà chúng ta đi đến đâu chúng ta xịt mùi hương này nó cũng không phải là một cái vấn đề quá nghiêm trọng đối với các anh em. Đó, chúng ta sẽ không sợ mọi người cảm thấy như kiểu những cái lời dị nghị, thì nghĩ rằng là không có. Thì đấy là cái điều thứ hai mọi người cần nên biết về chai nước hoa này. Điều thứ ba, nếu như mà chúng ta thấy rằng có quá nhiều chai nước hoa theo tông mùi blue, ví dụ như là
Bulgari Aqua, Versace Dylan Blue hoặc là Paco Rabanne Invictus vân vân, hoặc là những cái chai nước hoa theo tông mùi cam chanh, trái cây, citrus. Đó, rất là nhiều người dùng. Và chúng ta muốn một cái mùi hương ít nhất là nó không bị đụng hàng ở một cái tỷ lệ khoảng 70-80%, thì mình nghĩ rằng You Are Someone Like You nó sẽ đáp ứng được cho cái yêu cầu đó. Với một cái tông mùi, mình tin rằng là không có nhiều chai nước hoa hiện nay là có nét tương đồng, thì điều đó đồng nghĩa rằng khi mà chúng ta sử dụng chai nước hoa này, chúng ta sẽ là một cái gì đấy nó khá là khác biệt so với mọi người. Tất nhiên nó vẫn là thơm, khác biệt ở đây không phải là dạng kiểu dị biệt nhé, nó vẫn thơm, nó vẫn rất là có thể là gây chú ý cho mọi người. Và cái điểm mình muốn nói đây đó là nó không bị đụng hàng, ít nhất là theo tỷ lệ mình nghĩ rằng nó phải rơi vào 60-70%. Đó, thì đấy là điều thứ ba mọi người cần nên biết. Điều thứ tư, đây là một chai nước hoa hơi thiếu điểm nhấn và có hơi hướng một chút thiên về nữ, do nó sử dụng ví dụ như nốt green, bạc hà, hồng mix lại cùng với nhau, cho nên rất là khó để cho chúng ta ví dụ như là muốn thể hiện chúng ta là một người đầy năng lượng đó, hoặc là chúng ta là một cái gọi là một chàng trai sport, thì đây là một chai nước hoa nó không phải dạng như thế. Nó an toàn và nó cũng là thiếu điểm nhấn. Do vậy khi mà chúng ta xác định sử dụng mùi hương của chai nước hoa này, nó giống như kiểu là giống như một cái mặt hồ phẳng lặng vậy. Cũng không ai ghét và cũng không ai khen, nhưng cũng không ai ghét. Nó dạng kiểu như thế. Như mình đã nói, còn để đòi hỏi nó phải giống như kiểu một cái gì đấy nó tràn đầy năng lượng cuộc sống, hoặc một cái dạng kiểu sport, một chàng trai gì đấy, thì đây không phải là một chai nước hoa mà nó có thể giúp cho chúng ta có thể show được cái khía cạnh đó. Cộng thêm là do đây là một mùi hương unisex, cho nên nó sẽ có thiên hướng một chút hơi thiên về các chị em, hơi thiên về thôi chứ không phải là một dạng kiểu như là nữ tính hẳn thì không phải, nhưng nó sẽ có một chút hơi thiên về các chị em nhiều một chút thôi, không nhiều lắm đâu. Đó, thì đấy là điều thứ tư mọi người cần nên biết. Hơi thiếu điểm nhấn trong con người và một chút hơi thiên về phụ nữ đó. Và điều cuối cùng, điều thứ năm, đó là hiệu năng của chai nước hoa này rất là tốt, ít nhất là trên da của mình. Khi mà mình xịt test lên trên da thì mình thấy rằng nó phải lưu phải tầm khoảng trên 8 giờ trên da của mình, trên 8 giờ vào cái mùi hương nó bám rất là bền bỉ trên da của mình. Thì mình không biết là trên da các anh em xịt lên thì như thế nào, nhưng đấy cũng là một cái gọi là điều mình khá bất ngờ khi mà mình xịt lên trên da của mình về cái hiệu năng mùi của chai nước hoa này. Đó, thì đấy là điều cuối cùng mọi người cần nên biết. Tổng kết lại 5 điều mọi người cần nên biết, đó, đây là một cái mùi hương an toàn của nhà Etalibri d'Orange. Đây là một chai nước hoa đa dụng, linh hoạt sử dụng trong mùa hè. Đây là một chai nước hoa sẽ không có nhiều điểm nhấn khi chúng ta sử dụng, và nó có hơi hướng thêm một chút về các chị em. Hiệu năng mùi thì cũng rất là tốt. Đó, đấy là những cái mà chúng ta cần nên biết về chai nước hoa You Are Someone Like You. Thì đấy là 5 điều mọi người cần nên biết nếu như quyết định mua sản phẩm này. Thì rất hy vọng các anh em thấy thích video này. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị. Đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.